Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cách lấy link affiliate trên kinh doanh online az.com để đi quảng bá. Thì để có thể lấy được link affiliate trên kinh doanh online az.com thì tài khoản của bạn cần phải được xét duyệt và chấp thuận. Và nếu như cái tài khoản của bạn đủ điều kiện để tham gia affiliate với kinh doanh online az.com thì bạn sẽ được nhận một cái email như thế này, đúng không ạ? Rồi, chúng ta click vào và chúng ta click vào cái đường link này để tiến hành đăng nhập vào tài khoản affiliate. Rồi chúng ta kéo xuống cái phần này để chúng ta đăng nhập, đúng không ạ? Đây, tôi sẽ gõ mật khẩu vào. Rồi, enter để tiến hành đăng nhập. Và đây là cái giao diện cái tài khoản affiliate của chúng ta, đúng không ạ? Thì đây là cái ID cộng tác viên của chúng ta. Ở đây của tôi là 152, đúng không ạ? Và đây có những cái tab như là thống kê này, đó, rồi biểu đồ, rồi các giới thiệu, rồi thanh toán này, rồi lượt truy cập, mẫu quảng cáo, cài đặt, đăng xuất, đúng không ạ? Đây, chúng ta muốn đăng xuất thì chúng ta click vào đây. Rồi, để tạo link affiliate thì chúng ta sẽ làm như sau. Ok, các bạn sẽ kéo xuống cái phần footer này. Các bạn di chuyển chuột tới cái phần các khóa học. Các bạn click chuột phải và lựa chọn mở một tab mới. Ở đây thì các bạn sẽ lựa chọn những cái khóa học mà bạn muốn quảng bá. Ở đây tôi lựa chọn khóa học là công thức thành công đi, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì tôi sẽ sao chép cái đường link này, copy, đúng không ạ? Quay trở lại trang affiliate, rồi tiến hành dán vào, dán vào đây, đúng không ạ? Dán vào đây. Ví dụ tôi quảng bá trên website của tôi thì tôi sẽ ghi là website. Rồi tôi click vô tạo URL. Thì việc của chúng ta là sao chép, đúng không ạ, đường link này mà đi giới thiệu và có người mua thông qua cái đường link này thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồng, đúng không ạ? Thì ở cái website của tôi thì tôi đã tiến hành soạn một cái bài viết, ví dụ như là cái bài viết này, đúng không ạ? Và tôi khéo léo chèn những cái đường link khóa học vào đây, các khóa học về dropshipping uy tín chẳng hạn. Thì khi mà click vào đây, có người click vào đây mua khóa học thì tôi sẽ nhận được hoa hồng, hoặc là cái khóa học công thức thành công chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, bạn có thể sử dụng một cái blog viết bài quảng bá, và nếu người mua thông qua cái link này thì bạn sẽ nhận được hoa hồng. Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể tạo được link affiliate trên kinh doanh online az.com để đi quảng bá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn kiếm được nhiều tiền với kinh doanh online az.com.